chào mọi người đã quay trở lại cùng với Fox. Nếu mà mọi người thích Sexy Back thì ngày hôm nay 3 phút luyện tập cardio giảm mỡ cho vùng lưng. Sẵn sàng và cùng nhau bắt đầu được không ạ? Cardio liên tục để làm bớt mỡ cho phần lưng. Cùng nhau nằm xuống, kết chặt hai chân, siết mông vào vệ thắt lưng dưới. Động tác đầu tiên, Pilates Breaststroke, tay vươn dài, kéo tay về sau, vươn, khuỷu tay, cố gắng dài tay, rồi hãy với, thở, hít, siết, thả. Ta đang cảm nhận sự nóng dần lên của phần lưng trên. Đổi động tác, swimmer, giống như là mình đang tập bơi đó mọi người. Siết mông, duỗi dài trong mũi chân. Back hold, tay về thái dương. Up, down, thở, hít. Cố lên. Động tác tiếp theo, giữ lại Spiderman. Chậm rãi tay trở về, lùi ra mông thả lỏng một chút với trái phòng. Sau đó động tác tiếp theo, shoulder tap, set up to the plank, siết mông đầy trọng tâm về trước, tay chạm vai. Siết cơ bụng để tránh lắc lư phần thân dưới. Cố lên mọi người. Hạ gối, tư thế push up, khuỷu tay ép nhẹ dưới xương sườn. Siết cơ bụng lại, ngược về nửa đường. Tư thế cobra, siết vùng nâng, mở từ vai ngực, combo nửa đường push up lên. Được không mọi người? Cố gắng quận vai về sau, lên nửa đường thôi. Siết mông. Look at her now. Động tác cuối cùng, try safety. Set up giúp em hai gối co, hướng ngón tay về gót chân, siết mông nâng nhẹ, khuỷu tay thả lỏng, down, up. Rất tốt mọi người, trở về. Hay. Bây giờ mình thả lỏng cho sống lưng, lùi dài về sau tư thế tripod, thả lỏng cho cơ thể nào mọi người. Duỗi dài tay, thở ra ấn nhẹ phần lồng ngực của mình đi xuống. Rồi lên, thả lỏng cho tay. Đổi bên, xoay nhẹ vai.